Thưa quý vị và các bạn, sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về máy biến dòng. Máy biến dòng thường dùng cho những phụ tải có dòng điện lớn. Máy biến dòng dựa trên nguyên lý làm việc cảm ứng điện tử, dùng để biến đổi dòng điện có trị số lớn xuống dòng điện có trị số tiêu chuẩn 5A hoặc 1A. Quận sơ cấp được nối với mạch đo tải quận thứ cấp, nối tiếp với dụng cụ đo dòng điện. Biến dòng kết hợp với đồng hồ ampere để đo dòng điện lớn. Khi dùng biến dòng không được để ở mạch quận thứ cấp. Clip vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về máy biến dòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.